Sau nhiều ngày đêm theo dõi bằng các biện pháp nghiệp vụ, lúc 3 giờ rạng sáng hôm qua, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Phước phối hợp Công an thị xã Phước Long bắt quả tang hai đối tượng là Chu Văn Bình 25 tuổi và Đoàn Văn An 20 tuổi cùng ngụ huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước. Cả hai đang dắt chiếc xe máy của người dân ở khu phố Phước An, phường Phước Bình, thị xã Phước Long từ trong nhà ra ngoài đường. Đây là hai siêu trộm thực hiện rất nhiều vụ trộm cắp tài sản, nhất là xe máy. Sau khi bắt giữ, lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của hai đối tượng, qua đó thu giữ nhiều công cụ gây án. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.